Khánh Hằng và Quốc Hưng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau: câu chuyện nông thôn mới, một điểm báo và điểm đến ấn tượng Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin do biên tập viên Khánh Hằng giới thiệu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong 5 tháng đầu năm 2022, nhờ kiểm soát ổn định tình hình dịch COVID-19, kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Sản xuất ở tất cả các ngành lĩnh vực đạt được kết quả tích cực, nhất là sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Với chỉ số sản xuất tăng 5,83% so với cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp được xem là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh 5 tháng đầu năm, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 11,5%. Ngành sản xuất và phân phối điện 5,41%. Đối với sản xuất nông nghiệp đã thu hoạch vụ đông xuân với diện tích hơn 31.000 ha, năng suất sản lượng một số cây trồng tăng khá. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 3.405,5 tấn, tăng 0,5%. Sản xuất tôm giống đạt 18.300 triệu con, tăng 3,4%. Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 728,7 tỷ đồng, tăng 72,2% so với cùng kỳ năm trước. Về thu ngân sách, trong 5 tháng đầu năm đạt 1.644 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 1.628,3 tỷ đồng, đạt 54% và tăng 11,6%. Ngành thương mại dịch vụ trong 5 tháng đầu năm tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 10.416,6 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống ước đạt 1.462,4 tỷ đồng, tăng 9,8%. Đáng ghi nhận là sau giai đoạn suy giảm vì dịch COVID-19, đến nay tình hình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang dần phục hồi. 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 236 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 11.094,2 tỷ đồng, tăng 38% số doanh nghiệp và số vốn đăng ký, tăng 6,1 lần so cùng kỳ, góp phần nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động với trên 3.990 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 90.537 tỷ đồng. Thời gian tới, Ninh Thuận tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu gắn với triển khai hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển cánh đồng lớn, tiếp tục triển khai các giải pháp đột phá quyết liệt cụ thể trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần cải thiện giữ vững thứ hạng các chỉ số PAPI và Index CPAT, cải thiện chỉ số PCI năm 2022, tăng cường các biện pháp thu ngân sách, nhất là các khoản thu quan trọng, các khoản thu đạt thấp trong năm 2021. Phấn đấu hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách năm 2022, đồng thời thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Thuận, tính đến cuối tháng 5, doanh số cho vay toàn tỉnh đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 664 tỷ đồng so với cuối năm 2021, bằng 88,69% kế hoạch năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn 13.700 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp 109,7 tỷ đồng, cho vay xuất khẩu 600 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 6.560 tỷ đồng, cho vay công nghiệp hỗ trợ 1.450 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 283 tỷ đồng. Đặc biệt, hệ thống ngân hàng trong tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng vay khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh với doanh số gần 10.100 tỷ đồng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 443 khách hàng với tổng giá trị nợ 540 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp 413 tỷ đồng, khách hàng hộ kinh doanh hộ gia đình cá nhân 127 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng với tổng giá trị 39 tỷ đồng. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh việc xuất khẩu nông sản ra thị trường các nước, nên việc xuất khẩu nông sản đang có dấu hiệu phục hồi khá tích cực. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 2 đã thực hiện kiểm dịch thực vật xuất khẩu cho 32 công ty xuất khẩu hơn 162 triệu cành hoa các loại có nguồn gốc tại Lâm Đồng. Ngoài ra, Lâm Đồng còn kiểm dịch 511 tấn rau củ quả các loại,
trên 3.131 tấn khoai lang, khoai môn, khoai tây, 399 tấn hạt cà phê, điều, 128 tấn thực phẩm đông lạnh. Đồng thời các mặt hàng nước giải khát như nước tắc đông lạnh 248 tấn, nước chanh dây đông lạnh 98 tấn, chanh dây sấy khô 1,42 tấn cũng được kiểm dịch xuất khẩu tới 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau thời gian khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, xuất khẩu nông sản Lâm Đồng đang có dấu hiệu phục hồi trở lại và thu được kết quả khá tốt. Trước tình trạng bệnh khảm lá mì lan trên diện rộng, tỉnh Quảng Ngãi đã mua 200.000 hom giống mì HN3, HN5 sạch bệnh của Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam về hỗ trợ nông dân trồng để nhân giống tại hai huyện Nghĩa Hành và Sơn Hà. Hai giống mì này hiện đang phát triển xanh tốt. Vùng trồng giống mì mới HN3 để nhân giống ở vùng Đồng Điền, thôn Kim Thành Thượng, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành. Sau hơn 5 tháng cây mì lên xanh tốt, ở xã Hành Nhân, việc nhân giống mì mới HN3 có 48 hộ dân tham gia trồng trên diện tích 5 hectare với 100.000 hom giống được cấp. Giống mì này với hy vọng là có thể thay thế các giống mì trồng lâu nay bị bệnh khảm lá. Là giống này là để đấu chứng với giống cò chính tư, là giống này là hiện giờ là không có quén và là nó sống thì tốt 10% và nó cho giúp cho dân là bây giờ không quén. Thứ nhất là bây giờ hiện giờ là củ đã cho ra rất là nhiều và người dân đã rất là phấn khởi. Việc giống mì mới đưa vào nhân giống còn phải chờ đợi đến tháng 10 khi thu hoạch mới rõ hơn về năng suất, độ bột. Nhưng trước mắt là giống mì mới không bị khảm lá và cây lớn nhanh. Trong hoàn cảnh Quảng Ngãi hiện có hơn 6.800 hectare mì bị bệnh khảm lá, chiếm 60% diện tích mì trong toàn tỉnh, thì việc mua giống mì mới về trồng để nhân giống càng có ý nghĩa. Với diện tích trồng mì trên 11.400 hectare trong toàn tỉnh, thì việc nhân giống mua hom giống mì sạch bệnh cấp cho nông dân còn được tiến hành nhanh và quy mô hơn. Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 38 ngày 12 tháng 6 năm 2022, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, tiền lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Nghị định 38 quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại nghị định này. Về mức lương tối thiểu tháng, nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng. Vùng 1 tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng 210.000 đồng, từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng. Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo hơn 125 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới 1.648 căn nhà và sửa chữa 104 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 2.168 căn nhà theo các quyết định 167, 33, 48 của Chính phủ, mua 1.000 con bò cái sinh sản hỗ trợ cho 750 hộ nghèo, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, tặng quà Tết, hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo, tặng quà học sinh nghèo hiếu học. Cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở mỗi địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 1,5 đến 2% trên năm.
Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tập trung rà soát, khảo sát, nắm chắc hộ nghèo, không có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, dột nát để có kế hoạch giúp đỡ, tiếp tục phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo để vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp, quản lý nguồn vốn chặt chẽ, đúng quy chế, phân bổ công khai kịp thời đến tận hộ nghèo. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu của du khách về du lịch gắn với trải nghiệm sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm những làng nghề, hiện nay nhiều làng quê ở Ninh Thuận đã hình thành và phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Cách làm này đã thu hút nhiều du khách tìm đến các tour du lịch trải nghiệm ở vùng nông thôn, tạo cơ hội để người dân tự làm du lịch, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế gia đình. Được xây dựng hơn 2 năm nay, Khánh Ly Farmstay, không gian xanh của gia đình chị Hán Thị Khánh Ly thu hút nhiều du khách không chỉ nhờ kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà mà còn bởi những món ăn truyền thống của người Chăm. Với chị Măng, du khách đến từ Hà Nội, điều làm chị thích thú nhất khi đến tham quan ở đây là được trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người Chăm. Dịp hè này thì gia đình chị được về Ninh Thuận và được tự mình khoác lên mình cái áo của người dân tộc Chăm. Mà thấy mình cũng mặc cũng thấy xinh đấy chứ, cũng gần giống cái cô gái Chăm đấy chứ. Thì du khách sẽ được trải nghiệm là tham quan tìm hiểu về nét văn hóa của đời sống của người Chăm và được tham quan các đền tháp của người Chăm và được các chuyến tham quan các cảnh quan bằng các chuyến xe bò do chính người dân nơi đây sẽ là hướng dẫn viên cho du khách. Nhiều gia đình người Chăm trên địa bàn huyện Ninh Phước đã biết khai thác lợi thế về du lịch văn hóa của địa phương để phát triển dịch vụ du lịch như xây dựng các tour tuyến, điểm tham quan và nhà lưu trú homestay để thu hút du khách. Đến du lịch tại Ninh Thuận, chị Lê Thị Bích Vân, du khách Hà Nội đã chọn làng nghề Bào Trúc để tham quan. Không chỉ trực tiếp tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của người dân Bào Trúc, chị Vân thực sự thích thú và ấn tượng với trải nghiệm cách làm gốm không máy móc, không bàn xoay. Trong thời gian cùng ăn, cùng sinh hoạt với người dân làng nghề, chị Vân còn giúp người dân làm gốm, thực hiện livestream bán các sản phẩm gốm mỹ nghệ Chăm trên trang group Hội Săn Gốm Xứ Đẹp. Chỉ trong thời gian ngắn, quảng bá gốm Chăm trên mạng xã hội đã có nhiều đơn đặt hàng mua gốm từ các nơi. Tôi về đây để trải nghiệm cái hình thức du lịch cộng đồng đấy. Thì thật sự là rất thú vị và cũng mong muốn là qua những cái hình thức như thế này và mình sẽ quảng bá và phát triển cùng với nền tảng công nghệ và mạng xã hội thì nó sẽ thúc đẩy được cái việc mà bán các sản phẩm của làng nghề và giúp cho bà con là gắn bó với làng nghề hơn và phát triển làng nghề bền vững. Du khách được ở lại, được trải nghiệm cùng ăn, cùng ở, cùng làm thì phải nói tạo một cái sự là rất là thích thú. Du khách rất thích thú và qua cái loại hình đó thì thấy rằng là đây là một cái việc là về địa phương cũng nên trên cái cơ sở đó là khai thác cái lợi thế này để cái phát triển cái du lịch cộng đồng tại địa phương. Hiện nay mô hình du lịch gắn với trải nghiệm hoạt động sản xuất, cuộc sống ở nông thôn, tham quan làng nghề truyền thống đang là hướng đi mới. Sự phát triển của du lịch cộng đồng ở các làng quê là cơ hội mới để người dân có thêm công ăn việc làm và thu nhập. Tuy nhiên, về lâu dài, các địa phương và ngành chức năng cần quan tâm đào tạo, hướng dẫn người dân phát triển các kiến thức, kỹ năng phục vụ du khách để tự tin tham gia vào các hoạt động du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, hiện nay tỉnh vẫn còn thiếu hơn 1.000 giáo viên trường công lập. Trong khi đó, năm 2022, ngành giáo dục công lập tỉnh Đắk Lắk vẫn phải tiếp tục tinh giản biên chế hơn 400 giáo viên theo quy định. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đã có báo cáo với Bộ Nội vụ xin bổ sung biên chế giáo viên. Hiện, Bộ Nội vụ cũng đang trình Chính phủ bổ sung biên chế giáo viên cho các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, tỉnh vẫn phải thực hiện tinh giản 10% biên chế viên chức trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, trong năm 2022, tỉnh Đắk Lắk sẽ tinh giản tổng cộng hơn 400 biên chế. Đây là bài toán khó cho các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng không có điều kiện thực hiện xã hội hóa giáo dục. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình phổ thông mới đối với bậc tiểu học dạy học 2 buổi trên một ngày, nhưng một số địa bàn thiếu giáo viên nên chưa thực hiện đồng bộ được. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động nhẹ.
Thưa quý vị và các bạn, không trông chờ vào nhà nước, người dân thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn đã phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới và trở thành thôn đầu tiên của huyện Ninh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là đoạn đường cuối cùng được bê tông sạch đẹp, lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời ở thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn. Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp của người dân địa phương thông qua vận động của ban công tác mặt trận thôn. Cái con đường này, đường nông thôn đây là hồi giờ là không có bóng đèn thì tối đi thì nó tối lắm. Từ cái ngày mà bên thôn đồ vận động thì có bắt đèn sáng thì nói chung mấy cháu nhỏ rồi người lớn người già đi về sáng sủa đi thấy dễ dàng hơn. Với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay tỷ lệ đường liên thôn ở Lâm Phú được cứng hóa đạt tỷ lệ 100%. Đường, ngõ, xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động 100%. Là thôn trọng điểm phát triển du lịch, nên trong quá trình xây dựng các đường liên thôn đều được mở rộng. Trong đó có đến 80% các hộ dân có tuyến đường đi qua đều tự nguyện hiến đất làm đường và đóng góp công sức kinh phí để làm đường. Thì xã cũng cùng với ban phát triển của thôn để cùng tiếp tay để mà nâng cái thôn Lâm Phú lên là một cái thôn nông thôn mới. Thì vừa qua thì cái ban phát triển của thôn đi vận động rồi mọi cái lĩnh vực của cán bộ và nhân dân của thôn Lâm Phú là quyết tâm để cùng nhau đóng góp để xây dựng cái địa bàn thôn cho nó còn những cái mục tiêu mà còn lại nó chưa đủ cái tiêu chí thì vận động được bà con ta chung tay để góp sức dùng với ban xây dựng của nông thôn mới của thôn thì đó là một cái thành tích đó là người dân thấy được cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới là của người dân hưởng lợi của người dân nên người dân ta rất là nhiệt tình tham gia những cái tiến đường hiến đất làm đường rồi mở rộng đường ra rồi thắp sáng điện đường quê thì mọi cái công tác vận động phong trào thì dân thôn Lâm Phú là rất nhiệt tình và ủng hộ. Xác định thu nhập của người dân là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, các thành viên của thôn gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận thôn đã đến từng hộ gia đình tìm hiểu về đời sống, từ đó có giải pháp kiến nghị đề xuất kịp thời lên cấp trên để hỗ trợ về vốn sản xuất, kỹ thuật canh tác. Nhờ đó, các hộ gia đình trên địa bàn thôn đều phát triển vườn cây ăn quả theo hướng kết hợp du lịch, mang lại thu nhập ổn định. Những cán bộ của tỉnh huyện và chỉ dẫn cho bà con làm ăn á, thì nói chung là có những người hướng mà biết nghe theo những cái kỹ sư mà làm á, thì rất là đẹp. Thôn Lâm Phú có tổng diện tích đất tự nhiên trên 557 hectare, thôn có 440 hộ, hiện chỉ còn có 4 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ chưa đến 1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm đạt trên 90%. Thôn Lâm Phú tôi thì được trên công nhận là thôn nông thôn mới. Thì nếu mà được công nhận nông thôn mới thì cũng nhờ sự nhiệt tình đóng góp của bà con, cán bộ nhân dân thôn Lâm Phú mới có được ngày hôm nay. Như vậy thì trong tương lai chúng tôi còn phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đó. Thì muốn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì giờ tôi sẽ xuống hộ dân vận động, rồi cho bà con chẳng hạn như là thắp sáng đường quê, rồi tiếp tục làm những đường tuyến đường còn lại chưa làm. Những kết quả đạt được ở thôn Lâm Phú thể hiện tư duy và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là cách làm hiệu quả cho các thôn trên địa bàn tỉnh học tập làm theo. Vừa rồi là câu chuyện nông thôn mới. Sau đây, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Mở đầu chuyên mục điện báo sáng nay là thông tin bài viết được đăng tải trên báo điện tử Đài truyền hình Việt Nam. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đến năm 2025, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô kinh tế với GDP hơn 571 tỷ đô la Mỹ, xếp sau Indonesia và Thái Lan. Cụ thể, IMF dự báo đến năm 2025, Việt Nam sẽ vươn lên thứ 3 Đông Nam Á về quy mô kinh tế với GDP 571,1 tỷ đô la Mỹ, xếp sau Indonesia 1.628,9 tỷ đô la Mỹ và Thái Lan 632,4 tỷ đô la Mỹ, vượt qua Malaysia 556,2 tỷ đô la Mỹ, Philippines 523,5 tỷ đô la Mỹ, Singapore 496,8 tỷ đô la Mỹ.
Về dài hạn, đại diện IMF phụ trách khu vực châu Á và Thái Bình Dương đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy số hóa, nâng cao kỹ năng của người lao động và nâng cao năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này có thể giúp tạo ra triển vọng tăng trưởng dài hạn cho Việt Nam. Hiện GDP của Việt Nam đang xếp hạng thứ 5 tại Đông Nam Á và đứng thứ 41 trên thế giới. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38 năm 2022, ngày 12 tháng 6 năm 2022, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. Lạm phát đang ngấm vào mọi ngóc ngách của đời sống, thế nhưng giá xăng thì cứ 10 ngày lại điều chỉnh một lần, liên tục tăng và người dân doanh nghiệp đang ngồi trên lửa. Phản ánh vấn đề này, báo Thanh Niên có bài giá xăng gây áp lực lạm phát. Theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu, lương thực, hàng hóa thiết yếu tăng giá là nguyên nhân chủ yếu khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng mạnh lên 2,86%. Như vậy, dư địa tăng CPI mà nhà nước đặt ra cho năm nay chỉ còn 1,75% cho 7 tháng còn lại. Có thể thấy lạm phát đã lộ diện, không còn là nguy cơ nữa. Các chuyên gia kinh tế nhìn nhận, từ đầu năm đến nay, trong nước đã trải qua hơn chục lần điều chỉnh tăng giá xăng, đẩy theo giá hàng hóa tăng cao. Các biện pháp được nhiều chuyên gia kinh tế nêu ra trước đây như khuyến khích doanh nghiệp, thắt lưng buộc bụng, tiết giảm chi tiêu để giữ giá hàng hóa, đến giờ phút này hoàn toàn không có tác dụng. Muốn kiềm chế lạm phát tại thời điểm này, không còn cách nào khác ngoài việc lập tức thông qua chính sách giảm thuế để ghim đà tăng của giá xăng dầu. Tuy vậy, xăng dầu không phải là tác nhân duy nhất đẩy lạm phát tại Việt Nam tăng cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chung một điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Quốc Hưng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm điểm đến Vịnh Vĩnh Hy ở huyện Ninh Hải. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây khi nói đến du lịch biển thì nhiều người chỉ có thể nhắc đến một vài cái tên như là Nha Trang, Đà Nẵng hay là Phú Quốc. Tuy nhiên giờ đây trên bản đồ du lịch Việt Nam thì không thể không nhắc đến Ninh Thuận. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tham quan một địa điểm của Ninh Thuận, đó chính là Vịnh Vĩnh Hy. Hãy cùng Hoàng Phát đến tham quan nhé. Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía đông bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 40 km, thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Vịnh Vĩnh Hy không quá rộng, chỉ là một vịnh nhỏ nhưng được bao quanh bởi vườn quốc gia núi Chúa. Chính vì thế đã giúp cho khí hậu nơi đây quanh năm ôn hòa, mát mẻ. Người chưa đi thì tò mò háo hức, người đi rồi thì mong muốn được quay trở lại. Bạn có thể đến thăm Vĩnh Hy vào bất kỳ mùa nào trong năm, nhưng thời điểm đẹp nhất là vào khoảng tháng 5 đến tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động đầu tiên khi đến thăm Vịnh Vĩnh Hy chính là mua những chiếc vé như thế này để đến lên tàu đáy kính và tham quan rạn san hô. Bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phát theo chân để mà cùng tham quan rạn san hô nhé. Một chiếc tàu như thế này có thể chở được 20 đến 30 người và người lái tàu sẽ chở bạn đi đến bãi ngắm san hô. Phóng tầm mắt ra xa, trôi theo dòng nước xanh ngắt, vẻ đẹp miên man của biển cả và nét dịu êm của những tầng mây hững hờ của bầu trời cao. Thêm vào đó là những khu nhà bè san sát nhau nổi trên mặt nước. Đó hẳn là không gian yên bình và an nhiên mà du khách hằng mong ước. Tại đây, nếu biết bơi, bạn chỉ cần một chiếc kính lặn, áo phao và ống thở là có thể thỏa thích bơi cùng đàn cá dưới làn nước trong vắt và ngắm những rạn san hô tuyệt đẹp. Còn nếu không biết bơi, bạn vẫn có thể ngắm san hô qua đáy kính như thế này.
Thưa quý vị và các bạn, đã đến làng biển thì chúng ta không thể bỏ lỡ những món ăn được chế biến từ hải sản. Và nếu đến Vĩnh Hy cũng vậy, các bạn đừng nên bỏ lỡ những món hải sản tươi sống được chế biến từ những đầu bếp ở đây. Và Hoàng Phát đang có mặt tại nhà bè Vui Vẻ. Ở đây thì có rất là nhiều khách đến để mà ăn trưa. Và chúng ta đang cùng làm quen với chị Quanh là quản lý của nhà bè Vui Vẻ. Dạ vâng ạ, xin được chào chị ạ. Em thấy thì ở đây, đặc biệt là dưới này là có rất là nhiều cá nè. Không biết là cá này là cá gì chị ha? À, cá này là cá mú đen nha anh. Cá mú đen đó chị. Dạ, nếu mà cá mú đen này thì mình bán như thế nào hả? À, cá này là bán 550 một ký là bao gồm chế biến. Thì mình chế biến thành những món gì cho ngon hả chị? Thứ nhất là có thể là chế biến là lẩu với nướng. Món thứ hai là canh chua khô tộ. Thứ ba là hấp với cháo. Hoặc là nướng, hoặc là chiên. Sốt cà, hoặc là nói chung là khách thích ăn món gì làm món đó, hoặc có thể là mình làm là ăn sống tái chanh, wasabi cũng được. Vậy thì chị có thể lấy cho em một con để mà mình chế biến thành những món ăn thật ngon nhé. Trong lúc chúng ta chờ món ăn được đem ra thì hãy cùng Hoàng Phát làm quen với những vị khách ở đây nhé. Dạ vâng, em xin chào mọi người ạ. Em thấy mọi người đang ăn rất là say sưa, không biết là mọi người thấy đồ ăn ở đây như thế nào ạ? Dạ, theo em thì thấy đồ ăn ở đây rất là ngon. Dạ, nêm nếm rồi gia vị rồi, nói chung là vừa ăn mà ngắm cảnh như này phải là quá tuyệt vời rồi anh. Vậy nếu nhắc đến phong cảnh ở đây thì anh thấy như thế nào ạ? Có giống như mình kỳ vọng trước khi đến đây không? Theo em thấy thì Vĩnh Hy là một cái vịnh và đảo rất là đẹp, tuyệt vời và rất là đáng để mọi người đi du lịch, rất là đáng chơi và thưởng thức những món ăn ngon và phong cảnh rất là đẹp. Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn và chúc cho đoàn mình có một bữa ăn thật là ngon miệng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì món ăn mà Hoàng Phát gọi thì cũng đã được đầu bếp mang ra và lúc này thì nghe mùi rất là thơm. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Hoàng Phát thưởng thức món ăn này nhé. Những bữa ăn trên nhà bè như thế này khi du khách đến với Vĩnh Hy sẽ luôn là một lựa chọn hoàn hảo. Các nhà hàng bè mang đậm chất dân dã và gần gũi thiên nhiên. Từ trên bè, ngồi thưởng thức các món ăn ngon, cơ thể đông đưa theo sóng nước bồng bềnh mang lại cảm giác như đang bay bổng giữa không trung. Là vùng đất của biển cả nên không khó để bạn có thể tìm cho mình những món ăn hải sản tươi ngon và đầy bổ dưỡng với giá rất phải chăng. Thêm vào đó, vừa ăn hải sản, vừa hóng gió, phả vào từng đợt, đưa mắt ngắm nhìn con nước xung quanh, giúp tâm hồn thêm thư thái, xua tan đi bao mệt mỏi. Với một bên là biển và ba bề là núi rừng bạc ngàn, Vĩnh Hy dường như vẫn giữ trọn vẹn được vẻ đẹp hoang sơ của miền Thùy Dương cát trắng nắng vàng. Chính vì vậy, giới du lịch đã bình chọn đây là một trong bốn vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam và được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. Do đó hãy đến với vịnh Vĩnh Hy để cảm nhận được sự hiền hậu mến khách của ngư dân bản địa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những điểm đến tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu ở vùng núi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.
Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động nhẹ.